Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Hải để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai và một số mai tàn luôn nha quý vị. Em chào anh. Chào anh Tấn kênh Quy Dừa. Dạ, chào cô chú gần xa trên ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay em về được lô mai tàn 15 cây với lại 5-6 cây phôi vậy đó, tổng cộng 20 mấy cây. Mấy cây này nếu cao quá thì em giao lưu 200 cây số. Nếu vừa vừa thì em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi, em vô cây tàn số 1. Rồi, mã số 1 cây của gì ơi? Rồi, chiều cao. Chiều cao 1m4. 1m4. Rồi, vô cái hoành luôn rồi quý vị. Hoành thân 18 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đó, nó ra 18. Lá non cái ráo rồi. Đây quý vị ngắm nghía ha. Đường cành đặt luôn. Nó đem về nay lặt lá rồi nãy ra lá lại nữa nè. Đó. Mấy cái này cô chú anh chị trồng là yên tâm nha, xả bầu đất ra là trồng ok, là nó bắt bén rễ là ok. Rồi, thế đây. Rồi, mã số 1 này em vô luôn đầu lai 500k, 500.000, bao ship toàn quốc. Đó, được nguyên cái mai vàng luôn. Đó. Cũng khá đẹp ha. Hoành 18 hoành. Đó, thấy chưa? Đây, vậy là cô chú trồng liền nha cô chú anh chị. Rồi, trồng liền luôn. Trời ơi. Chổi gì vậy? Xong rồi lên cây chết bắt đầu lên cây chà bá. Mới cây nhỏ cây đẩy lên cây thứ hai cây bự chà bá luôn. Cô chú anh chị chưa kịp coi lên cây chà bá rồi. Ấy. Cây bự quá to đùng cô chú anh chị ơi. Sốc quá hàng. Sốc quá. Rồi cho cao ngang luôn đi anh. Rồi anh ước lượng lên tới ngay đó đâu để anh đặt cái thước vô thử cái ngay đó là 1m5, còn ngay ở trên chắc khoảng tầm 2m5. Rồi 2m5 đi, hết đỉnh 2m5. Tán ngang này để chắc tăng khoảng 1m7 đi anh đây. Đó, tán ngang 1m7. 7 đi. Cao 2m5 ngang 1m7 như quý vị. Cây này em đã thúc tàn vô luôn rồi nha cô chú anh chị. Còn vô mới rồi ha. Cô chú anh chị về tẻ mấy chiếc mấy cái nắp nhỏ văng ra là được rồi. Mấy chét á. Nếu mà cô chú anh chị kỹ chút nữa thì thúc tàn vô tí xíu nữa. Tay cành đẹp. Đó, tay cành là đều từ trên xuống dưới luôn nha. Tay cành xòe đẹp nó có về nè. Cái rộng nó lắc đẹp lắm, đó. Ngắn ha. Ngắn. Đẹp cũng ngắn. Đó. Rồi em vô cái hoành nha. Cho em vòng nó phanh phanh. Quay vòng ha. Lỡ cho nó hoành đây hoành đây luôn. Đó, nghe kỹ ha. Đó, tay cành là ok ha. Nó bẻ cổ là một cốt thẳng lên thẳng trưng luôn nha. Đây, vô cái hoành luôn anh. Đây, đo múc trên cổ ra đây nha. 31 hoành tính 30 hoành. Đó, 30 hoành luôn. 30 hoành. Đấy quý vị. Đó, đấy. Cái tàn rộng lắm nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 2. Để chút mai rồi vậy nè. Để ha. Tàn đẹp. Mã số 2. Rồi mã số 2 em giao lưu cho chú anh chị 200 cây số của chú anh chị ơi. Giá sao anh? 3.8 triệu. Rồi 3.8 triệu của gì ơi. Đó, bao ship 200 cây số. Tàn đẹp ha. Nếu cô chú anh chị ở xa nữa thì cho em thúc xuống cái đọt xuống chút. Rồi bao toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Đó. Rồi mình xuống cây. Rồi. Mã số tiếp theo đây quý vị ơi, mã số 3. Cao thì mình ước lượng chắc 2m2 gì đó ha. 2m2 thôi. Có 2m2 à. Tán ngang thì cũng khoảng 1m6 nhưng quý vị. 1m6 có hơn luôn, tính 1m6 là chắc luôn ha. Đây cây này mà này chắc ship toàn quốc được nè. Cây này ship toàn quốc ok. Ship toàn quốc được nha. Này nè. Đó ta tay cành xòe đẹp luôn quý vị nè. Xòe. Cái cành cũng cống cành hết trơn. Củ nở nha cô chú anh chị, cái củ nở bắp nở to cò đùng đẹp quá ha. Đó. Co nó con ngắn đây đo từ trong đây ra coi. Từ đó qua tới cái cổ này, tới cái cổ này. 30. Cái cổ này thì từ rồi. Tâm rễ ra là ra cái cổ này 30. Rồi. Ba tấc. Không tới đâu vậy nè, gan tay mình chắc 20. 20 hai mấy. 22 à. Rồi, chúng tôi cái hoành luôn. 30 hoành. Đúng 30 hoành là đo vị trí này nè nha. Rồi, cái này mà chừng nữa quý vị nuôi lớn lên cái nguyên cái đoạn này nó phình lên nhìn. Phình lên. Cái này nó thúc vô nó dính luôn. Đó, để nè. Rồi, để đẹp nha.
À, đây nó bỏ đều hết, bên đây cũng có luôn hai cái chân triệu luôn nha cô chú anh chị. Đây triệu bự nè. Bên đây nè, một cái nè. Bên cộng này. Bên đây nữa nè, đó. Ha. Em làm em không có xịt rửa gì hết trơn luôn. Cái này để đẹp, co đẹp, tay cành đẹp. Mã số 3. Giao lưu nha anh. Em giao lưu 2.4 bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. 2.4. 2.4 bao ship toàn quốc. Cho mã số 3. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị. Mã số 4. Đấy em này cao chắc cũng khoảng tầm 2m. 2m đi ha. 2m. À tầm 2m rưỡi. À 1m rưỡi ha. À, này ship toàn quốc được nè. Ship toàn quốc cái này luôn. Đây, xung cành đây quý vị ơi. À. Nói chung mấy cây tàn này là mấy thằng tiễn không á cô chú anh chị. À, tàn đẹp. Còn mấy cây mà không đủ tàn như vậy nè. Đó, em xả phôi đó đó. Xả phôi cũng đủ chi đàng hoàng, tại trên đọt nhiều khi nó không đủ chi á. Em xả phôi. Còn mấy cây này là tiễn. Rồi mình vô cái quà này nó luôn nha quý vị. Đây, quành đo vị trí này là 9. Số 10 chẳng. Số 10 chẳng. 25 quành cô chú anh chị ơi. Đó đó là 25. Đó. Chục thước cho em cái xe. Còn do đo múc với cái cổ này là chắc nó có hơi to. Cái cũ nở. Cái cũ nó nở. Này tới 30 mà mình tính ở trên đây là 25. Nó hình dưới ha. Dạ. Ở trên 25 ở dưới đo 30. À, tính quành 25. 25. Cho mã số 4. Đó, để đó. À, rễ hông rồi lưng đầy đủ không có gì. Đây, ở trước hình như mình thấy cũng có một cọng rễ chịu ngay đường thân nè. Đó, đây cọng rễ to lắm nha quý vị. Ừ, mà khai thác không dám nhiều. Đó, đây tàn khai thác thấy lúp đầu rễ là cũng ok rồi. Rồi, mã số 4 này em giao lưu toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi, 1.8 triệu. Rồi, 1.8 triệu ha. Cho mã số 4. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 5 đây quý vị ơi. Em này cao chắc cũng khoảng tầm 2m luôn đi ha. Tán ngang này cũng gọn gọn nè, nó cũng khoảng tầm 1m3, 1m4 vậy đó quý vị. Em này chắc giao lưu toàn quốc được luôn ha anh hai. Dạ, cái này toàn quốc ok luôn. Rồi. Xương cành gì ngắm nghĩ kỹ ha. Đó. Cành xòe đều trơn nè. Em này có tay cành nó cũng hơi dần chuyển về, nó cũng bị cấn tay cành ở đây có. Miếng ha, miếng ha. Nhỏ thôi có gì. Ừ. Mà em xóa keo rồi. Rồi. Xử lý keo đó rồi. Nó kéo nhựa xuống là không sao nha cô chú anh chị. Rồi, mình vô cái quả này nó luôn anh hai ơi. Này co bẻ ngắn luôn về. Bẻ ngắn. Đó, đôi vị trí múc lên đây nha. Rồi, đó là 30. 31 gần 32 quành. Rồi, gần 32 tính 31 ha. 31 quành. Cái co nó ngắn ngủng như vậy. Ừ, cái co nó nè. Từ vị trí rễ này ra đây 10-19 nè. Khoảng 16. 16 chứ. 16. À, 16. À. Mắt giờ cũng hơi chá chá. Phải số 6 với số 9 khi nó ngược với nhau đó. Đọc lộn 16 cái gì. À, còn ngắn ha. Để ha. Để lưng đặt kẹo ha. Rồi, mã số 5. Giao luôn nhiêu anh? Giao luôn 1.3 triệu bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Mã số 5. 3. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Một em trật lùng lực cô chú anh chị ơi. Tàn còn do nè. Wow, trời cái tàn nó khích đeo luôn. Mã số 6 nha quý vị. Em này cao chắc khoảng tầm 2m rồi ha. 2m đổ lại thôi á. Tầm 2m đó. Tán ngang thì nó khoảng 1m8 mà nha quý vị. Ừ, tầm 2m. Khoảng 2m á nghe cao ha. Còn ngang khoảng 1m8 ha. Tàn tròn á quý vị. Đó. Xe nè. Cây này là đầu voi đuôi chuột nè. Đó. Cái ở dưới nó to đùng, ở trên cái ngọn gió con siêu. Tại cành bích chịch luôn quý vị nè. Đó. Đặt kẹo luôn ha. Đó. Nếu cô chú anh chị ấy thì có gì chiết bớt tay cành ra không? Nào dư gì cắt bớt ha. Đó. Nó trùng chi trong đó cắt tẻ ra bớt, tại em bán em để vậy luôn. Đây mình vô cái quành em nói nha quý vị. Đó, nó khích rệt luôn. Tay cành quá đặc cái thấp thân cũng thấp luôn. Đó, cái quành đó múc trên đây nha cô chú anh chị. 31 quành. Rồi, 31. Đó. Cụ đế đây cũng có rễ chạy ra hết ha. À, đủ hết trơn đó. Bên đây cũng vậy luôn. Nó thoát thân từ cái vị trí này lên đây con chít à. 7 à? 7. 8 à. Để đủ hết trơn quý vị, mặt nào cũng vậy ha. À, tay cành này khỏi nói là quá đặc luôn.
Cây này giao lưu nhiêu anh? Mã số 6. Mã số 6. Cây này em giao lưu 2,7 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, 2,7 triệu bao ship toàn quốc cho vậy ha. 2,7 triệu cây này. Rồi, bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 7. Số 7. Rồi, em này cái tàn cũng tựa tựa cái mã số 6 nào quý vị ơi nè. Y rang luôn cô chú anh chị ơi. Tàn tròn đẹp quá. Đó. Tay cạnh nó cũng vậy đó. Em này thì cao, chắc nó cao không bằng em kia. Ừ, cây này chắc 1m8 á. Khoảng 1m8 à. Cây kia 2m. Đó. Tán ngang thì em này cũng khoảng 1m7 1m8 luôn rồi, nên quý vị nhìn thấy cái tàn nó tròn ha. Cây số 7 với cây số 8 nó tương tự nha cô chú anh chị. Cây số 6 số 7. Ủa, số 6 số 7. Số 6 số 7. Nó tương tự đó, anh em lấy lại cặp đi. Lấy cặp luôn. Đó, giá rất là mềm nha cô chú anh chị ơi. Tàn đẹp đấy. Tàn đẹp luôn. Đó. Này khích quá ha. Tàn khích rịch luôn. Rồi, vô cái hoành em nói luôn. Mấy cây này mà cô chú anh chị mà nhà nhỏ nhỏ của chú anh chị xả lại cho bonsai cũng ok lắm á. Tại cảnh lực lắm quý vị. Ừ. Bự lắm, không thằng thấp. Không thấp. 30 hoành. 30 luôn. 30 hơn á nha, đâu vị trí múc trên đây nha cô chú anh chị. Coi cụ bự ha. Đó, để xuống tuột xuống cái cũ à. Ôm ngay cũ. Tuột xuống cái cũ. 49 hoành. Cụ bự ha. Đó, cái cũ nha, chứ không phải cái hoành thân nha, cái cũ của nó là 49. Cái hoành 30. Còn cái hoành thân eo của nó là 30. Đó, thoát thân cái cây này cũng tương tự cây nãy à. Cây nãy 7. Cây này cũng 6 à. 7 luôn à. 6, 7. Nó giống giống nè ná 9, 10 á. Hai cây này nè. Cây số 6, cây số 7. Rồi, mã số 7 này em giao lưu nhiêu anh? Mã số 7 này em giao lưu toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha cô chú anh chị. 2 triệu 6. Rồi, 2 triệu 6. Đó, hai cây là tương tự á. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Tiếp theo là mã số 8 cô chú anh chị ơi. Mã số 8. Này mình tính cái mình cắt bớt cái đợt nhỏ nhỏ trên giao lưu toàn quốc đi anh. Dạ, cây này toàn quốc được ok. Dạ, nhưng mình tính luôn cái đợt nhỏ trên thì hơi bị cao à. À, tính luôn đợt nhỏ chắc 2m2 à ha. 3 gì đó. À, tính thấp thấp chứ tính không mà gió ngọn có bằng cái ngón tay út thì cắt miếng không sao hết á. Con chip mà. Đó. Như vậy đây không sao ha. Giao lưu toàn quốc luôn đi ha. Toàn quốc. Cho, dễ giao lưu. À, tán ngang thì em này nó khoảng tầm 1m6 1m7 như vậy. Cao thì ngoài 2m ha. Ngoài 2m đi cho chắc đi ha. Giao lưu toàn quốc như cái gì? Đây. Đó. Đọt cái xíu lên đây. Toàn quốc thì cắt cái đọt nhỏ xíu đó không sao ha. Còn ở gần thì để nguyên cái đọt đó luôn. Giao lưu cho cái gì luôn. Nó tại vì khi giao lưu cái gì? Bưu điện nó đo chiều cao. Ừ. Nó tính là cái bán kính rộng nữa. Tính thể tích tùm lum la không vậy. Đó, để. Rồi để đây. Vòng hai vòng đi anh. Rồi để dàn ươm luôn ha. Ê. Sự cố gì? Vẹt máy. Vẹt. Chạy hàng. Này là thằng ai nấy lo. Quay không có để ý nữa. Rồi. Đó. Vô cái hoành luôn. Khoan để quay qua đây vô này. Đó, mấy này đó. Vẹt máy một lần nữa. Không quên luôn nữa. Nghỉ 10 ngày nay lúc đúng quá rồi ta. 28 hoành, đó vị trí này nha cô chú anh chị. 28. Đó, nhẹ nhẹ vòng để ra. Đó, để đây. Ổ để dàn ươm luôn nha cô chú anh chị. Đó. Ở đây cũng có mấy rễ này mà khai thác ít thôi. Chịu được có luôn ha. Trầm thống này. Rồi, mã số 8 này em giao lưu toàn quốc, em giao lưu 2 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi, 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Giá vậy là quá mềm rồi. Không còn thể nào mà rớt giá xuống được nữa. Xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi vô. Vô. Mã số 9 này. Mã số 9 cô chú anh chị ơi. Tàn tròn gió. Qua wow, rồi cái tàn. Nó lắc lượng có duyên lắm nha cô chú anh chị. Này cao chứ khoảng 1m6, ngang 1m6 đi ha. Trên 1m5 cũng được nữa. 1m5 luôn đi. Ừ. Tròn cho dễ chịu ha. Đó. Tàn tròn gió vậy đó. Tay cành đặt luôn nhưng mà cái gì nè. Nay giờ nó cũng có dấu hiệu nó bung luôn cái đọt non này nè cô chú anh chị. Đó. Thấy không? Rồi. Đó nè. Xịt hết rồi. Xịt hết rồi. Cái này giờ về cô chú anh chị. Trồng liền. Xả bầu ra là trồng là ok á. Khỏi chờ khỏi đợi cho khỏi nó chờ. Kéo nhựa cái gì là ok đâu vậy. Cái này làm không có xịt rửa gì luôn. Nãy cho em dòng này đó anh hai. Đó. Nó gì ngắm nghĩa cái cò với tay cành đoạn này giờ giúp mình ha. Tay cành cái này lực không có gì. Lực không à. Đo thử một cái à. Thử cái cành này. Cành gì? Năm ha. Mình bên đây coi. Nhất chắc khoảng 10 về 15 16 luôn chứ cỡ đó.
đầm luôn. Đầm luôn. Bạn không có nhất nhì gì đó. À, đó. Để luôn vô cái quanh đây nè, cô chú thấy nó lắc lượng không? Lắc lượng cái con nè. Nó ngã trở về, đẹp lắm. Ở trên cái đoạn nó cũng lắc lượng tí luôn. Sẵn đó giới thiệu tới đâu quay tới đâu. Rồi đó. Thích hoa văn thì cô chú anh chị lấy cây này. Lắc mã số 9. Chưa cho hoành à. Chưa cho hoành phải không? Chưa. Đấy, em đo cái hoành luôn. Ủa ba đó cứ văng ra hết mới được để cắn rồi. Cắn ha. Ừ. Rất cẩn thận cái gì. Múc vị trí trên này nha cô chú anh chị. Cũng bự quá nè. 32 hoành. Đó. Này đúng luôn ha. Thấy không? Đấy là tứ diện nha. Đó, nè nó lắc thấy không? Nó lắc cái giọng nè. Đẹp. Rồi, giao luôn như thế. Có nhanh phóng luôn. Rồi, mã số 9 em giao luôn 2,5 triệu cô chú anh chị ơi, bao toàn quốc. Rồi, 2,5 triệu. Bao toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị. Mã số 10 ha. Mã số 10. Này, hàng này cũng hàng lạ nha. Lạ nha cô chú anh chị. Đó, đây. Rồi, cao khoảng tầm 2 mét đây ha. Tán ngang thì cũng khoảng tầm 1m7 nha quý vị. Đó. Đây là hai thân. Hai thân mà nó rẽ ra đẹp lắm. Đây là quý vị ngắm nghía kỹ Xuân Thành nha. Ở dưới đây và đặc biệt là đoạn dưới đây ha. Đó. Đoạn dưới đây. À. Nó đo hai cây xương qua. Cái hoành tổng ở dưới. Không có, không có giờ đo cái này đi. Cái này không khơi qua của nó là hai thân hai bên nó cách nhau là 55. 55. Đó, đó. Cách nhau á. Đo phủ bì á. Đo phủ bì nha quý vị. Đó. Giờ đo cái tổng ở dưới đây nha. Tổng đây. Đó. Tổng dưới đây rồi múc trên đây đi. Đo ngang eo đi. 39 nè cô chú anh chị ơi. Đo ngang eo trên 39. Rồi tuột xuống cái eo dưới nha. Cái cổ nè. Cổ 45. 45. Cái cổ gần cổ rễ là 45, còn trên đây là 39. Rồi. Còn quần từng thân nè. Quần thân bên em này là nó 23. À. Nó cũng ngang. Ngang. 24. 34 cái gì? Xin lỗi. Là cũng như hai cây 23 hết đi. Đó hoành á. Hoành mỗi cây á. Còn tổng cái ngay cái cổ nó là 29 ổ 39. Đó. Cây này để tàn cũng đẹp nha. Mã số 10. Giá luôn nhiêu? Dạ 3,2 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. 3,2 triệu. Chịu chơi luôn à. Bao ship toàn quốc. Đó. Trên cây hàng độc lạ luôn. Cho anh em ở xa chơi mấy cây này thứ cây có đụng hàng không? Rồi. Xuống cây luôn. À, mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Mã số tiếp theo mã số 11 của chú anh chị ơi. Rồi cao tầm cũng khoảng 2 mét luôn đi ha. Dạ. Mét 8 thôi anh. À, mét 8 thôi ha. Mét 8 thôi. 8 nha. Rồi tán ngang lấy 1,5 mét đi ha. Dạ. À. Rồi xuân cành đây quý vị. Mã số 11 của chú anh chị ơi. Xuân cành. Đó, tay cành đó. Đó, để đây. Đó. Cũng có rễ cắm xuống đây mà khai thác ít ít. Mới có nghe khai thác mới tới cái đầu cầu rễ. Kéo nhựa, mấy rễ kéo nhựa hết trơn. Để đâu vậy, cọng bự ha. Đó. Rồi. Cho em qua cái bên này luôn đi. Rồi. Đó, cái hoành này quý vị. Hoành đây. Kéo thẳng lên lưng luôn. Đó, múc ra đây nha. Rồi đây. 31 yếu. 31 yếu, tính 30 quanh. Rồi, 30 quanh. Đó, dễ lắm. Rồi, giao luôn nha Đen. 30 quanh. Cho mã số mấy quên rồi? 1. Mã số 11. Rồi, em giao lưu toàn quốc luôn cho cô chú chị 1,8 triệu của chính chị ơi. Rồi, 1,8 triệu. Quá mềm rồi. Rồi, tiền ship không, cái cây này cũng 4 xị, 5 xị rồi. Rồi. Mai tàn ship nó nặng lắm, nặng tiền ship. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Tiếp theo là mã số 12. Rồi mã số 12. Rồi cho cao ngang luôn đi anh. Cao cái này chắc tầm 2m2 của chú anh chị ơi. Rồi tán ngang hơi ngang rộng nè. 1m7, 1m8 à. Rồi tán ngang khoảng tầm đó nha quý vị. 1m7, 1m8 này. Wow, cái tàn này cũng khít rệt luôn cô chú anh chị ơi. Tiễn mà hàng này. Hàng này tiễn chậm. Về một lô vậy tiễn có được mười mấy cây à.
mấy trăm cây mà tiễn ra được có mười mấy cây tàn à. Tàn kích từ trên xuống luôn rồi quý vị. Em này bệ đấy chứ cũng dữ quá thầy. Quá dữ. Cái rộng nó bẻ cũng hay hay ha. Có cành phóng ngay co nữa kìa. Rồi, nhìn vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Vô hoành luôn cô chú chị ơi. Bệ đấy nó dữ quá. Cây này cũng to à. Đó, đó vị trí này nha. 35 tính 34 hoành. 35 thì yếu ha. Ừ, 34. Đây bệ đế đây. Đó bệ đế nè. 34 hoành. Bệ đế như vậy đó. Đó. Bên này cũng có hết nha cô chú anh chị nè. Nhiều được ha. Nhiều hết rồi. Đất thôi. Hả? Nhiều quá nó suy cây lắm. Mã số 12. Tàn đặc kẹo để nguyên bể dưới luôn. Nãy hoành nó hoành nhiêu quá nè. 34 hoành. Giao lưu nhiêu anh? Cây này chắc giao lưu 200 cây số quá, cao quá. Này có 2. Nếu cho tỉa xuống miếng thì toàn quát được. Rồi. Nếu tỉa xuống miếng cái đọt toàn quát nha cô chú anh chị, mà cho mã số 12 em giao lưu 4,2 triệu. Rồi, 4,2 triệu. Quá sức cái bộ đế. Rồi, xuống cây luôn, đế tàn đẹp ha, song hành. Cho vô đây không? Mã số tiếp theo quý vị ơi. Tiếp theo là mã số 13 cô chú anh chị ơi. Rồi, em này cao lấy 1m8 ha anh. Dạ 1m8 à. Rồi, cao đó 1m8. Tán ngang lấy 1,5 đi ha. 1,5 1,4 gì đó. 1,5 gì cầm tầm đó nha quý vị. Rồi. Đây, quý vị ngắm nghía kỹ thân cành ha. Mấy em này cái đầu nó lè lưỡi sân. Đó, nó ra lá non hết rồi nè. Cô chú anh chị về là trồng ok ha. Rồi, trồng liền. Tỉa bớt mấy cái đọt, mấy cái chét bỏ bớt giùm em. Tại cành đặc hết trơn ha. Cái này trực. Đế thì tứ diện luôn ha. Rồi, bên chỗ quanh em nói nha quý vị. Mấy em này là dịu gì mình trồng liền ha, hỗ trợ khỏi đợi nha quý vị. 29 hoành, gần 30 hoành nha, tính 29 hoành. 29 hoành. Đó. Để nè. Đế đều hết ra à. Mặt nào cũng có đế ha, đủ hết trơn không gì, không có trống mặt nào ha. Đủ hết luôn. Chờ luôn nha Dan. Mã số 13 em vô lô 1,8 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, 1,8 triệu ha. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Giá này là giá sale rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Mã số 14 một em cái tàn còn do luôn. Quá lại tàn còn do luôn. Em này thì lọc lá nó ra ôm tùm luôn rồi nè. Ôm tùm luôn, cái này mạnh quá mạnh rồi cô chú anh chị ơi. Này cao khoảng tầm 1m7, 1m8, tăng ngang cỡ 1m7, 1m8 luôn rồi quý vị ơi. Tròn. Đàn tròn ha. Đó. Về lặt lá ra lại luôn nè. Đó. Cây này nó ra cái ở dưới nó độc lạ lắm. Dưới thân dưới nè. Nó chia ra một mẻ một con. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành trước đi ha. Đó. Lá thì ra ôm tùm hết trơn nè. Xương cành đặt hết trơn như quý vị nè. Cây này dưới cái đó. Dưới đây thì nãy anh Hải nói là một mẹ một con đây. Đây. Đó. Đó. Tẻ ra thấy không? Để cho hoành cái hoành á. Rồi đó cái hoành tổng thể đây đi. Tổng nó dưới đi. Ngay cái cổ eo giữa nè. 28 hơn, tính 28. Rồi. Còn cái cổ trên đây. 29. Rồi có cổ ở đây 24. 23, 24. Rồi cái em nhỏ bên đây. Cái tử. Cái tử. 18. Đó. Cũ đây. Đó nó đã bỏ ra vậy đó. Thích lạ chốt cái này nha mấy anh em. Cho mẫu tử ha. À. Mã số 14. Đây, cái này em vô luôn qua toàn quốc luôn đi. Rồi vô luôn nha anh. Dạ cái này em vô luôn 3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 3 triệu bao ship toàn quốc. Cái này dịu gì mình trồng liền ok rồi ha. Rồi em hết tàn nha cô chú anh chị, em lên cho mấy cây phôi rồi em kết thúc clip ha. Dạ, kết thúc. Rồi, mình xuống cái tàn này ha. Quái quái nè. Đây lên một phôi quái quái giống như cái cây mã số mười mấy hồi nãy đó quý vị ơi. Cũng có một cây tàn ha. À. Rồi mình cho cái chiều cao em nói đi anh. Chiều cao cái vị trí với mặt bầu lên đây nha mấy anh em. 57 trên. Nhánh bên đây là 49. Rồi. Một bên cao 57, một bên cao 49. Đó, vô tổng hoành đi.
vô hoành tổng của nó nè. Hoành tổng nó vị trí này là 29 nha cô chú anh chị. Đó, đó. Rồi cái thân lớn của nó đây. Thân cao cao bên kia. Thân lớn của nó là 21. Em này chắc nhỏ hơn xíu. Nhỏ hơn, này 19. Để làm gì vậy? Em 19 21 hoành ha. Nó để trải đều quá nè. Mặt nào cũng có cộng bự không ha. Nó bung tược hết ra cô chú anh chị nè. Xịt hết rồi đó. Xịt hết rồi nè. Giờ cô chú anh chị tha keo vô là bắt đầu nó kéo nhựa lên là ghép được rồi. Rồi, vô luôn như đây. Dạ cái này em vô lô toàn quốc luôn, vô em vô lô 3 triệu. 3 triệu ha. Dạ. Rồi, mã số 15. 15 xuống cây. Rồi mình lên 16 luôn à quý vị ơi. Rồi, mã số 16 đây. Rồi, chiều cao em nói luôn. Chiều cao là 97. Rồi. Hoành thân đó vị trí trên đây là 28 hoành. Rồi, xe xây luôn, hoành 28. Quý vị ngắm nghía kỹ đường thân tay cạnh nó luôn ha. Chưa đẹp nè, lắc lượng. Rồi, xuống đế nha quý vị. Đó. Đây, bích trên này. Rồi, vô luôn như đây. Rồi, cái này em vô luôn 1,7 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn, 1,7 triệu. Mã số 16. 16. Lên luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 17 luôn đây rồi quý vị ơi. Đó, cây 17 nó cũng giống y chang nè cô chú anh chị ơi. Cũng nà ná chứ. Nó nà ná nhau nó cái khung khổ nó bẻ giống như cái kiểu á. Rồi, cho chiều cao luôn anh. Tại cạnh cũng đặt luôn ha quý vị. Chiều cao cây này thấp hơn cây nãy 89. Rồi. Hoành luôn. Hoành nó là hơn 28, tính 28 cô chú anh chị ơi. Xây xây luôn. Đó. Rồi, củ đế luôn. Đây, củ đế đây. Quá trời hết nó cái củ nè. Rồi, mã số 17 này em cho luôn 1,6 triệu. Rồi, 1,6 triệu. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên 18 luôn rồi quý vị ơi. Đây. Số 18 đây. 18 cái chiều trao vị trí đây là 62. Rồi. Hoành thân 25 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đó. Rồi, củ đế luôn. Củ đế cộng lực không nha cô chú anh chị. Rồi mã số 18, mà lên 19 cây thôi. Rồi cái này em vô lô 1,4 triệu cô chú anh chị ơi. 1,4 triệu. Rồi. Cây luôn. Rồi cây cuối clip. Cây cuối clip luôn. Là 19. Mã số 19. Tổng thể được 5 cây phôi. 14 cây mai tàn. Chiều cao em nó là 73. Hoành thân gần 27 đến 26 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đó. Đấy, cái gì? Đấy, đều tứ diện luôn ha. Để quá trời đấy, rễ quá rễ luôn. Rồi, mã số 19 này em giao lưu 1,3 triệu. Clip giờ lại muốn nói cái gì? Dạ, clip kính chúc cô chú nhiều sức khỏe. Rồi coi clip của em được cây nào hợp nhãn ủng hộ em nha cô chú anh chị. Dạ chào cô chú anh chị. Rồi, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.